Cúp bóng chuyền quân đội mở rộng 2024 đã tìm ra 4 đội bóng mạnh nhất để bước vào các trận chung kết tranh ngôi vô địch. Ở nội dung nữ, trận chung kết là cuộc đọ sức giữa câu lạc bộ binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước và xi măng Long Sơn Thanh Hóa vào lúc 17:30. Trong trận bán kết chiều hôm qua, binh chủng Thông tin dễ dàng đánh bại Zele Simco Thái Bình sau 3 set đấu với tỷ số cách biệt. Trong khi đó, xi măng Long Sơn Thanh Hóa cũng vượt qua Hóa chất Đức Giang để tiến vào trận chung kết. Ở nội dung nam, vào lúc 19:30, câu lạc bộ Biên phòng và Thể công Tân Cảng sẽ chạm trán trong trận chung kết. Ngọc Thuân và các đồng đội dù phải đối đầu với đối thủ sừng sỏ Sanes Khánh Hòa ở bán kết, nhưng họ đã thi đấu thuyết phục để giành chiến thắng. Bên kia chiến tuyến, Thể công Tân Cảng cũng đã đánh bại Hà Nội sau 3 set chóng vánh. Về lực lượng và chuyên môn, cả hai trận chung kết Cúp quân đội mở rộng năm nay được đánh giá khá cân sức. Do vậy, hai trận đấu chung kết này hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn và kịch tính. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về kết quả giải đấu để người hâm mộ kịp thời theo dõi.